Xin kính chào toàn thể các bác trên không mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là em lại về được một cặp noa. Đấy, 3 noa trên một thân thùng nhưng lại sử dụng 2 đường tiếng. Ở đây là nội thất của nó em vừa tháo ra. Con này thì nếu như nguyên zin thì chắc là tầm rẻ rách cũng phải tầm 6,9 triệu bằng giá cái đôi DMX này, DMX này. Nhưng mà con này bị nai bát nên là em cũng chỉ mong là bán được cái giá gọi là nãi tí tí thôi. Gọi là buôn có hàng thôi, bán có đồ thôi. Thì hiện tại bên em đang bán với mức giá là 5,6 triệu một đôi. 5,6 triệu một đôi, giá tại cửa hàng. Đấy, con này thì bị nai bát rồi nhá. Đây gọi là tính là bằng tiền các bác gióng mới lên. Giờ các bác gióng lên cấu hình là 1 bát 40, một tép kè. Thì xương xương mà gọi là cấu hình như 715 rẻ rách nhất cũng phải tầm trên 5 triệu rồi, giá gióng mới. Còn đây là gọi là cái hàng này là gọi là hàng bãi bị nai mất mấy cái bát. Đấy, hàng bãi bị nai mất mấy cái bát. Đây là cái củ bát của nó này. Không biết là thầy nào thầy sơn vào đây bán sơn này. Bát này bát mới nhá. Bát này mới không thôi đã vào 1,9 triệu một đôi rồi. Đấy. Còn đây là phân tần của nó to như 1,20 triệu này. 1,22 triệu. Đúng rồi, 1,21 triệu, 1,22 triệu. 1,23 triệu rồi đấy. Quận bát này, 2 quận tép này. Mạch nọc khủng bố này. Thế nói chung là cái cấu hình này về thì em 100% phải kiểm tra và làm lại. Nên đây nó sẽ bị gánh thêm một tí chi phí nên là giá mới gọi là 5,6 triệu nhá. Còn nếu mà hàng sang tay nhanh ấy thì nó chỉ là vào 5,4 triệu thôi. Các bác nào lấy thì alo cho em. Tổng cộng nó có 3 đôi. Nếu mà các bác nào mà muốn lấy cả 3 đôi thì liên hệ trực tiếp với em. Lấy ví dụ lấy 2 đôi thì giá vẫn vậy nhưng mà lấy 3 đôi, tổng cộng có 3 đôi. Lấy hết cả 3 đôi thì là vào 16 triệu tròn. Đấy. Tổng cộng 3 đôi thì 16 triệu tròn. Còn một đôi em bán là 5,6 triệu. Đấy. Đỡ đi được hơn triệu. Đấy. Thì em đỡ phải tách nẻ ra bởi vì chi phí nào mà gửi nhiều một chỗ thì nó khác. Đấy. Đây các bác nhé. Thùng nó to hoành tráng này, nhẹ lắm nhưng mà như này nhẹ. Đây, củ tép đây. Cái này em sẽ rút ra. Về cái cấu hình này nhìn như này là 100% phải làm lại rồi. Tép của nó đây nhá. Tép khung xương của BC. BC Speak. Thương hiệu loa BC. Đấy, mấy xếp giao thông bắt đầu nợ nào đấy. Không quay đâu nhá. Đây, quay tí. Đấy, hai xe máy lên thùng rồi. À, đây là cổ tép của nó. Đời 2019. Ghê nhỉ. Đây. Con này họ kèn tép nó rất là hay. Nó có cái miếng xốp, mút xốp gì đậu đây. Kiểu là chống dội âm ấy, chống phản xạ âm thanh. Cổ kèn em sẽ để riêng ra. Đây phần tần của nó to như quyển sổ bạ. Đây là khung xương này. Đấy. Các bác nào quan tâm hệ trực tiếp nhé. Đây em sẽ đặt đứng cái thùng lên. À thôi, không cần đặt đứng nữa. Thùng của nó đây rồi. Đằng sau thì có một cái tấm lưới chống chuột này. Đấy. Xong rồi là có hai rắc Newtrix này. Cái này thì kiểu là đời nó chuyên treo trong ba vũ trường sao, nó có ốc treo cạnh này. Đấy. Đây, ốc đây. Ở đây cái mặt lưới. Cái này thì em sẽ căng lại cái lưới. Lưới đây. Đó. Lưới đây. Bên trong có mút đây. Nói chung là giá không thể nào rẻ hơn được nữa rồi. Giá này rất rẻ rồi. Một bát mà hai kèn như này giá rất rẻ rồi. Chứ còn mấy cái hàng thanh lý thì không lấn sân vào đây đâu nhá. Đấy, các bác nào quan tâm nhẹ trực tiếp với em. Tổng cộng có 3 đôi, về trước một đôi đã xem là như nào. Cảm thấy ổn, ok thì lại lấy tiếp, còn không được thì thôi. Hay thế thôi. Đây là dây nó bát này, hai dây tép này. Nói chung là cái này 100% phải làm lại chứ nhìn trông nó chán lắm. Kiểu gì cũng phải vệ sinh làm lại. Nên nó sẽ bị gánh một tí chi phí thôi. Đó, bát đây. Bát 40. Bị mất bát thế nào, bị mất bát anh em này bát vào. Nhìn trông nó chán đời. Nói chung là thôi, tiền nào của đó thôi. Chứ bây giờ trách thế nào được. Giá này nó còn rẻ hơn con DMX này. Mà họ kèn này. Hai kèn hai bên. Nó cho một cái góc mở âm thanh rất là rộng. Các bác kiểu nhà nhà rộng mà thích treo thì con này treo lên được. Nhưng mà cơ bản nó hơi nặng. Đây thì nó có ốc để các bác treo nhá. Con này nó chuyên đúng của nó là phải treo ngang thôi. Ví dụ các bác mà làm tiệc cưới nhỏ nhỏ bé bé cũng được, chỉ cần là hai đôi này. Các bác về tự hàn khung. Con này nhiều anh em bảo là
định chế làm dây, nhưng mà không có phụ kiện đi theo thì lại thôi đấy. Đấy, cái này kiểu này có ốc này, đấy, vết ốc này, kiểu anh em là định chế làm dây nhưng không có đồ thì lại thôi đấy. Chứ còn có đồ là a dây rồi đấy. Hoa trông như cái a dây nhưng không phải a dây. Đấy, hay không? Đây cổ tép này. Nói chung là giá này là phải làm lại. Em mua được rẻ thì em bán rẻ cho các bác. Còn cái này mua đắt thì nó phải khác hoàn toàn. Đắt thì nó bát tép nó phải xịn sò nguyên zin. Như này chơi này ai chơi, đúng không? Nói chung là cố gắng thôi. Tầm này cố gắng các bác ạ. Không có hàng để mà bán. Không có hàng bán đâu. Nhiều anh em hỏi lắm, cứ mặc cả giá, nói thật không có hàng để mà bán, còn mặc cả giá mà cả làm cái gì. Cái miếng bút xốp đây, đã dán vào đây làm gì, dán vào kiểu như là chống bị phịt hơi, bị chống bị dội âm này. À, kiểu các bác xem này, cổ tép này rất là to, tép từ 12 con 44 nha. Đấy, bát con này thì là từ 19 con 76, từ 19 con 76, 19 76. Và em về thêm một con đẩy motor block. Con đẩy này là motor block, con này hôm trước em cũng giới thiệu rồi. IT8950G. Đấy, có chỉnh luôn cả bass step. Rất là hay, volume vô cực Infinity. Đấy. Nói chung là rẻ hết cỡ rồi nhá. Các bác nào thích thì liên hệ với em thôi. Chứ thật ra mấy cái dòng loa nó kiểu này em nói thật không muốn bán. Tầm này em nói thật cháy hàng, không có hàng để bán. Còn mấy cái hàng kiểu hàng gia đình thì em không muốn bán. Bán vào gia đình mang tiếng lắm. Như cái loại này là các bác có thể làm tiệc cưới được này. Đấy, hoặc là các mẫu loa ví dụ loa 25 hoặc 30. Cực kỳ khủng, cực kỳ chất lượng, hoặc là giá phải cao vút trời xanh thì em mới bán, nhưng còn hàng rẻ em không bán. À, phân chia vùng miền rồi, việc ông rẻ ông bán, ông đắt ông bán. Đấy. Ví dụ đây này, khoang giữa là em bán cái hàng to, hàng sự kiện này. Đấy, hàng chuyên đánh gọi là đánh phục vụ ngoài trời, bán cho các bác làm tiệc cưới. Còn bên cạnh là mảng này, mảng gia đình này. Đấy. Còn bên cái mảng bên kia là mảng phòng hát này. Đấy thì em không sờ vào hai bên ý. Đấy, em chỉ đúng cái mảng ở giữa thôi. Nên là anh em là cứ phân chia công việc cứ thế mà làm thôi nhỉ. Hưng Yên thì em tự tin em thống nhất thị trường, đứng đầu. Còn sang tỉnh khác thì em không dám ý kiến gì. Nhưng còn Hưng Yên thì em nói thẳng, hàng rẻ hàng đắt như nào kệ công bạn. Em bán một mình một sân, một mình một mảng. Mảng sự kiện đây rồi, mảng tiệc cưới ngoài trời, gọi là hàng ngoài trời. Đấy. Còn các bác bảo là cái loại này cho anh không thèm, cho các anh không thèm thì thôi. Bên em thì cực kỳ thèm cái hàng này, bán nó dễ, cơ bản là em có duyên với các bác, thích chơi đồ to. Chứ bây giờ bán mấy cái hàng bé bé gia đình, các bác lại kêu đắt kêu rẻ, cái này thì kiểu khó nói. Đến thứ nhất, thứ hai nữa là kén khách. Đấy. Bán cái hàng to quen rồi, nhẹ sang hàng bé khó bán lắm. Ok nhé, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Clip lần sau em sẽ cố gắng test thử một cặp này đánh ngoài trời để các bác cùng xem như nào. Đấy, cái này thì các bác đánh ở kiểu như là phòng trà, hay là các bác nắp vào quán bar nhỏ nhỏ, hay là hát cho nhau nghe, hay là kiểu như là cà phê sân vườn ấy. Nên là các bác dùng đám cưới thì làm hai cặp này hoặc ba cặp, ưu tiên lấy ba cặp nhá. Bác nào lấy ba cặp thì gọi cho em đặt trước, tí tiền thì em sẽ kéo hàng về thôi, chứ hàng này nó to cồng kềnh lắm. Đây em lại quay tiếp các bác này, côn tép này, con này là côn dây dẹt mới kinh như này. Xong này cái cổ tép này các bác nhìn trông nó rất là cùi này thôi, nhưng mà đấy màng của nó này, màng nó rất là xịn này. Còn sóng xiếc này, còn ốp của nó đây, ốp công nhựa đây. Đấy, đằng trong này có một cái miếng bút xốp này, chứng tỏ là con này nhìn trông có vẻ rất đơn giản, nhưng mà nó lại hội tụ những cái mà phải gọi là nhiều cái hay, chưa chắc đã bằng được cái này. Đấy. Côn của nó côn dây dẹt đồng hoàng chứ mới kinh như này. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy, côn dây dẹt đồng hoàng, xịn sò. Đấy, tép mà trông nó còi còi bé bé con này thôi, nhưng côn dây dẹt mới khiếp. Rồi rồi em tưởng con này chắc côn dây đồng cơ, bạn mở ra côn dây dẹt kinh, nghe có vẻ là cũng ra gì phết đấy nhỉ. Rồi thì bây giờ em sẽ lắp vào, sau đó là làm lại hết từ đầu đuôi, từ cái thùng nhìn trông nó đẹp tí, xong là đến cái bát, cái chung cái tép, cái bát cái tép trông nó có vẻ là xịn sò tí, đúng không? Xong là hơn nữa là cái chất lượng âm thanh của nó phải đạt. Con này chắc này tiếng ba đánh hay lắm đấy các bác ạ. Em về em chưa thử đâu, bây giờ
bắt đầu mới kiểm tra con tép, thấy nó có vẻ khá là ổn. Tép mà côn dây dẹt các bác biết rồi, côn dây dẹt tiếng này là độ nhạy nó không cao nhưng mà tiếng này chi tiết lắm. Đấy, hàng cao cấp mà này. Con này thì dự kiến cho các bác công suất đánh khoảng tầm 500-600W là các bác đánh được luôn này. Công suất là các bác đánh đỉnh điểm là tầm 900W thôi. 900W là đánh được cái loa này. Đây nhá. Em sẽ bỏ lưới ra này. Lưới của nó một mình một kiểu. Đây là đang đặt đứng này, đang quay ngược sáng này. Đấy. Kia là mặt trời hướng Tây đánh về hướng Đông. Đấy, chiếu về hướng Đông. Ngon bổ rẻ nhỉ, ngon bổ rẻ.